Hello, hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để bật phát Wi-Fi trên cái máy tính xách tay. Ở đây tôi sử dụng hệ điều hành Windows 10 Pro. Rồi thì quý vị có thể vào Start và chọn Setting. Hoặc quý vị cũng có thể đánh ở cái thanh tìm kiếm là Setting. Và anh em chọn là Setting này. Ở cái phần này anh em mới tìm đến cái mục Network and Internet này. Rồi anh em tìm đến cái Mobile Hotspot. Anh em ấy bật nó lên. Ở đây nó đang tắt này. Đó, bật lên. Rồi chọn tiếp vào Exit. Và anh em đặt lại tên Wi-Fi này. Và đặt lại mật khẩu để mỗi lần truy cập từ điện thoại thì nó sẽ yêu cầu là nhập mật khẩu, ok chưa? Đó, rồi xong anh em chọn server là xong. Đó, thì nó sẽ hiện cái thông số tên wifi này, mật khẩu để đăng nhập wifi này. Đó, và mỗi lần anh em tắt máy này đi, tắt laptop đi, nó sẽ yêu cầu anh em bật lại, thì anh em lại bật lên.